Hãy xác cái cô để đổi sự lừa đảo này. Trời ơi, anh đang nói giọng anh sợ trời đánh anh hả anh Báo? Anh lừa đảo, cha lừa đảo. Có phải từ lúc tôi ngủ lên sáng chàng giả vô đây anh lấy vàng thiệt hả? Mẹ cô đừng có nói như vậy nghe không? À, nó bậy. Mày chứ không phải ai nữa đó, anh nghe đó. Mày muốn tráo của phi pháp để mày giọng một mình mày phải không? Hai cái vàng này ở đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Những gì? Tự đi. Hả? Dạ. Hả? Dạ nữa. Bảo mày muốn gạt gắm để mày giọng một mình mày giết tao hả? Tao không bị gạt mà anh thấy sao? Tốt, cô phải trả lời cho tôi biết ai đưa vàng giả cho cô? Vàng giả thì được, ai đưa thì được mà đưa. Gia tài của ba tôi để lại một tay con Nga nó cất kỹ từ đó tới giờ. Ai rớ được đâu mà đưa chứ không đưa. Con Nga, con Nga thuộc chết mẹ rồi. Con Nga mà có thể là thằng quan nữa, nó tráo vàng giả để hại tụi mình đây nè. À, như vậy là hai chị em cô đã âm mưu lường gạt hai anh em tụi tôi phải không? Trời đất! Báo! Dạ! Lấy giết ra! Cô phải giết Thơ về nhà. Nó má cô đem vàng thiệt đổi lấy cô về. Nó, nếu không, tánh mạng của cô chúng tôi không chịu trách nhiệm. Giết! Giết! Em không giết. À, cô quên là cô đang ở trong nhà của những người biết giết người không gối tay đó sao cô? À, giết! Em không giết. Báo! Dạ! Giao đâu? Chị đâu đi? Báo! Giao ra! Quân đình thủ bớ đại ca. Giết đem cho này chạy dữ lắm à. Dạ anh dám giết tôi đâu. Anh đừng sợ. Sách trinh thám nói kỹ lắm. Tôi coi nhiều sách trinh thám tôi biết hết với cái vụ này rồi. Mặt mấy tay thủ lãnh lạnh như tiền. Nói câu nào câu nấy như binh đấm cột. Chứ đâu có binh lập cặp bản mặt xanh lè xanh lét như bản mặt cha này vậy nè. Trời ơi, dám chơi cái mặt tôi xanh lè xanh lét không? Báo! Giam ra! Quân! Mấy người đóng kịch dở và theo đóng kịch của tôi vào. Mấy người đóng kịch dở hơn Lâm Hải với Quỳnh Thanh Trà. Rồi không sợ phải không? Ai sợ? Không sợ thì có cách khác. Cách nào? Nhốt cô trên lầu. Cái gì? Bắt tất cả chuột lớn, chuột nhỏ khắp thành phố này nhốt chung với cô. Tôi ở chung với mấy con chuột đó. Cũng nhốt à? Tôi nữa. Tôi sẽ bắt thằng Lăng, Cắt Ké, Kỳ Nhông đổ chung cho cô. Tôi ở chung với mấy con đó. Báo! Dạ. Lên lầu bắt cho tao một con chuột. Chuột gì? Con hả? Chi vậy? Bắt chuột con chi vậy? Mới đẻ. Còn đỏ hỏn. Cái mình mềm 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 mềm. Tại mày đó, hết chỗ nuôi suối, ta nuôi hai cái cọng.